Hòa phương vô môn Duy nhân tự chiêu Tiền ác chi báo Như ảnh tùy hình Thái tượng cảm ứng thiên Tập 95 Chủ giảng là Pháp Sư tịnh Không Địa điểm tịnh Tông Học Hội Singapore chư vị đồng học cho mọi người sau khi chúng ta thâm nhập kinh tạng mới biết được chân tướng của vũ trụ nhân sinh chư phật bồ tát và tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một pháp thân thanh tịnh cho nên tâm yêu thương chân thành lưu lộ một cách tự nhiên quan tâm bình đẳng yêu thương bình đẳng đối với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới làm sao có thể làm ra những việc tàn hại chúng sanh cho nên ở trong cảm ứng thiên chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này vận biên đã làm giải thích tương đối tường tận chúng tôi cũng từng báo cáo qua trong đoạn văn tự này nêu ra cho chúng ta mấy thí dụ nói tất cả chúng sanh tham sống sợ chết thương yêu thân quyến thấy đau biết khổ những điều này so với bản thân ta đích thực không hề khác biệt. Chỉ cần chúng ta tỉ mỉ quan sát những hiện tượng này bày ra trước mắt chúng ta rất rõ ràng Phật dạy người tu hành, tu sửa quan niệm sai lầm, tu sửa hành vi sai lầm, dạy chúng ta thời thời khắc khắc để khởi công phu quán chiếu. Thế nào gọi là quán chiếu? Không rơi vào trong tình thức mà dùng trí tuệ chân thật quán sát tất cả sự lý thì gọi là quán chiếu. Người chân thật giác ngộ thì họ nói đâu đâu cũng là đạo trái phải đều gặp nguồn lời nói này rất có đạo dị. Những lời nói này người thế gian rất khó tệ hội. Người sơ học cũng không dễ gì thể hội cái gọi là đạo chính là chân tướng của vũ trụ nhân sinh cái gọi là nguồn chính là sanh khởi của nó nhưng quả chuyển đổi rõ ràng tương tận. Đây là nói nguồn gốc. Trái phải đều gặp nguồn. Nguồn gốc tuyệt nhiên không ở đâu xa, chính ngay trước mắt. Ngày nay, người thế gian nghiên cứu khởi nguồn của vũ trụ, khởi nguồn của sinh mệnh ở ngay trước mắt. Nhưng cần phải là người thấy đạo, người chứng đạo mới có thể hiểu rõ. Cho nên, nói với chúng ta, nhất định phải giữ tâm nhân từ chắc chắn không thể làm những việc thương thiên hại lý. Con người phải biết tự cầu đa phước. Chỗ này nêu ra mấy câu chuyện trong lịch sử người đọc sách thời xưa đa phần đều từng đọc qua kinh trong kinh phật nói tất cả chúng sanh không ai không yêu quý mạng sống của chính mình vương khắc giết dê đại khách Dê ở trước mặt người khách Quỳ xuống chạy đứt mắt Bạn tự nghĩ xem Chúng biết yêu quý mạng sống Chúng ta nhìn thấy tình hình này Còn dẫn tâm mà giết dê để ăn thịt hay sao? Cho nên chúng ta tỉ mỉ quan sát những động vật này. Cách đây mấy giờ chúng ta nghe được cư sĩ Tề ở núi Thiên Mục nói về việc phóng sanh, phóng sanh ba ba. Con ba ba này có linh tánh. Vừa nghe nói người không giết đó muốn tạ nó thì nó cảm ơn nằm mọp sát đất đủ loại biểu lộ chúng ta có thể thấy được biết được động vật hoàn toàn không hề khác với con người phàm là động vật có mạng sống khi chúng bị người bắt. Biết được chính mình sắp bị giết, sắp bị ăn nuốt. Loại thống cổ đó, chúng ta từ nơi biểu lộ của chúng có thể thấy được chúng gục đầu ủ rũ ở nơi đó chạy nước mắt. loại tình trạng đáng thương đó có khác gì với con người đâu tất cả chúng sanh chân thật là có mắt mà không thấy được có tai mà không nghe được có tâm mà không cảm nhận được mặt tình sát hại, tỏa mãn sở thích ăn uống của họ, kết quán tạo nghiệp, không sao tính kể. Thánh nhân dạy chúng ta đạo trời tuần hoàn, nhưng quả báo ứng tơ hào không sai. Cho nên Hộ sanh Phóng sanh Không ăn thịt tất cả chúng sanh Công đức này lớn nhất Chúng ta Lúc nào cũng phải cảnh tỉnh chính mình Không chỉ chúng sanh hữu tình Phải yêu thương mà cây cối hoa cỏ cũng có linh tánh chúng ta tỉ mỉ quan sát thì có thể cảm nhận thấy được chúng ta yêu cây này thì cây này sẽ sinh trưởng đặc biệt tốt nó có hồi báo nó cúng dường bạn thưởng thức chúng ta yêu hoa thì hoa này nở đặc biệt đẹp dường như chúng ta thực sự có tình cảm qua lại với nhau đây đều là sự thật không chỉ hoa cỏ đều có tình cảm mà ngay đến sỏi đá Ổn có cảm tình khoáng vật ổn có tình cảm kinh hoa nghiêm nói với chúng ta tình dữ vô tình đồng viên chủng trí chúng ta ở ngay trong đời sống thường ngày bình lặng tiện bị quán sát đều có thể thấy vào thời xưa sanh công thuyết pháp Đá cũng gật đầu. Chúng ta tin sâu không nghi. Ở trong đoạn văn tự này đã hết lòng hết dạ khuyên bảo chúng ta. Ngày sinh nhật không tỷ sát sanh. con người nhân dịp mừng thọ giết hại chúng sanh để đại tiệc chúc mừng sự trường thọ của chính mình mà khiến người ta đoản mạng làm gì có đạo lý này tình và lý đều trái ngược ngày vui ngày sinh sát sinh tạo nghiệp điểm mừng sinh nhật các vị thường nghĩ xem vậy có hợp tình lý hay không vốn dị tuổi thọ của chính mình rất dài nhưng do mỗi năm bởi cách mừng sinh nhật này mà đã làm cho tuổi thọ của chính mình tổn giảm đi không chỉ tuổi thọ tổn giảm mà cổ báo đời sau cùng kết quán trù với những chúng sanh này hoàn quan tương báo không bao giờ dứt người tin mắt thấy được rõ ràng ngày vui Ngày mừng thọ tuyệt đối không được sát sanh. Ở chỗ này đã nêu ra rất nhiều thí dụ. Để nói về tan sự không thể sát sanh. Tan ma lấy buồn thương làm chính yếu. Tiếp đại khách cứa thì dùng đồ chay là tốt nhất. cúng tế không được sát sanh. Việc này ở trong Kinh Địa Tạng, Phật nói rất rõ ràng. Người đọc Kinh Địa Tạng phải ghi nhớ. Mỗi năm, bạn cúng tế tổ tiên. Cúng tế thân bằng quyến thuộc đã qua đời của bạn người Trung Quốc mỗi năm thanh minh cúng tế trung nguyên cúng tế đồng chí cúng tế nếu như cúng tế mà sát sanh để cúng dường trong kinh địa tạng nói người mất không những không được phước mà còn làm nặng thêm tội nghiệp vì họ mà giết nên tăng thêm cổ báo cho họ đây là chúng ta người còn sống ở đời vô tri họ đòi vào đường ác tội nghiệp đã rất nặng rồi làm sao dẫn tâm làm cho tội nghiệp của họ càng nặng thêm cho nên tâm yêu thương của chúng ta tạo thành do vô tri mà tạo tội nghiệp. Tăng thêm cổ nạn cho họ. Hiểu rõ những chân tướng xử lý này thì chắc chắn sẽ không nhận tâm sát sanh cúng tế bái phật hứa nguyện càng không được sát sanh chư phật bồ tát đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn đến còn không kịp làm sao có thể giết hại chúng sanh để cúng tế chư phật bồ tát Phía sau lại nói với chúng ta Kết hôn Yến tiệc Không tệ sát sanh Mời khách Cũng không tệ sát sanh Lại nói đến nghề nghiệp kiếm sống hay nói cách khác chúng ta ở trong xã hội nhất định phải có nghề nghiệp kiếm sống chính đáng phàm là những nghề nghiệp giết hại chúng sanh thì không thể phát tài những lợi nhuận mà bạn có được quyết không phải bởi giết hại chúng sanh mà bạn mới được cái lợi nhuận này bạn mới phát tài Tài dựng của bạn là do đời trước bạn tu bố thí mà có được. Phật giảng rất rõ ràng. Bạn tu bố thí tài thì được giàu có, bạn tu bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ, bạn tu bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Nếu như bạn ở ngay đời này. Nghề nghiệp của bạn là việc giết hại chúng sanh. Tuy là trước mắt bạn được phú quý, đời sống của bạn rất dư giả trải qua không tệ. Thế nhưng bạn phải biết, tài dựng này của bạn không phải do sát sanh mà có được. Là do đời trước bạn đã tu tích. Bất luận bạn theo đuổi một nghề nghiệp nào, bạn đều sẽ phát tài. Trong bạn không có tài. Ví dụ nói, bạn mở khách sạn, mở nhà hàng. Tại vì sao người khác cũng kinh doanh như bạn nhưng không kiếm được tiền, còn bạn làm việc này thì kiếm được tiền. Từ ngay chỗ này chúng ta liền có thể phát hiện kiếm được tiền là trong bạn đã có, bất luận là từ nơi một nghề nghiệp nào bạn đều kiếm được tiền. loại nghề nghiệp giết hại sinh mạng chúng sanh này. Khi phước đời trước của bạn hưởng hết rồi, thì ác báo liền hiện tiền. Chúng ta thật bình lặng, thật tỉ mỉ mà quan sát, liền biết được hiện tượng này. Cho nên, nghề nghiệp kiếm sống của chúng ta phải chọn lựa nhất định không được làm những nghề nghiệp giết hại chúng sanh. Loại nghề nghiệp này chắc chắn bất lợi đối với chính mình. Lợi nhuận có được trước mắt nhất định không phải do nghề nghiệp này mà có được. Loại nghề nghiệp này Vì sao phải nhận lấy quả báo Chúng ta phải giác ngộ Lại nói đến ngay trong đời sống thường ngày của chúng ta Phụng dưỡng cha mẹ Cũng không tệ sát sanh Trong việc ăn chay Dinh dưỡng bạn hấp thu Đã không hết rồi Hà tất và giết hại chúng sanh Khi tôi còn trẻ rất may mắn gặp được Phật Pháp. Đọc được Liễu Phạm Tứ Huấn. Đọc được Cảm ứng Thiên. Tôi rất tin tưởng đạo lý này. Cuối năm 26 tuổi, tôi đã đem những lý luận chân tướng sự thật này làm cho rõ ràng tôi liền phát tâm ăn chay trường tôi ăn chay đã 50 năm hơn nữa đời sống của tôi rất đơn giản không chút lãng phí nào Tình hình sức khỏe của tôi không kém gì so với người khác. Tinh thần rất tốt. Mỗi ngày giảng kinh 2 giờ đồng hồ. Không nghỉ một ngày nào. Đây có thể nói Tôi đã làm một tấm gương cho mọi người Nếu như bạn nói Ăn chay không đủ dinh dưỡng Ăn chay không khỏe mạnh Bạn tỉ mỉ xem qua người xuất gia Thì có thể tăng thêm tính tâm của bạn Thay đổi quan điểm của bạn Phía sau nói Dưỡng bệnh không tị sát sanh Càng phải nên yêu thương Bảo hộ mạng sống của tất cả chúng sanh Thì chính mình mới có thể được sống lâu Bố thí vô ý là nhân khỏe mạnh sống lâu Phía sau cũng có một điều Nói về đạo giáo Đạo giáo làm pháp hội Cũng dùng ba sinh vật tế thần Chúng ta tự nghĩ thay thần minh xem Thông minh, chánh trực gọi là thần Thần còn tham muốn đồ cúng tế quyết tâm của bạn để phù hộ cho bạn hay sao làm gì có loại đạo lý này cho nên pháp hội tế thần không được sát sanh sau cùng là nói thế tục mừng năm mới năm mới nhà nhà đều sát xanh nhà nhà đều ăn thịt nhất là sát xanh để cung tế tổ tiên thực ra mà nói cũng là làm nặng thêm tội nghiệp cho tổ tiên tổ tiên không những không thể được phước còn do đây mà gặp nạn đây là quan niệm sai lầm của chúng ta tạo thành cho nên mỗi năm chúng ta mừng năm mới thì phải đặc biệt đề xướng ăn chay để thêm lớn lòng yêu thương chúng sanh ngày tết không được sát sanh Ngày vui không được sát sanh tặng quà qua lại là tình người lễ tiết qua lại biếu tặng không được sát sanh tiện biệt không được sát sanh còn có một số người ưa thích nuôi chim ưa thích nuôi thú cưng quý vị phải biết bạn nuôi thú cưng vậy thú cưng có cần ăn thịt không nuôi cá vàng thì phải dùng tép hay cá nhỏ để cho nó ăn nuôi chim cũng phải dùng trùng sâu để nuôi chúng Bạn phải biết đã sát hại bao nhiêu động vật nhỏ để thỏa mãn thú cưng của bạn. Bạn có biết được trong đây có nghiệp sát hay không? Trong đây có quả báo nghiêm trọng hay không? Cho nên Phật dạy người phải hoàn toàn đoạn dứt sự yêu thích ham muốn thì bạn mới có thể khôi phục được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới sanh trí tuệ. Có trí tuệ mới hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Bên trên có nêu ra mấy thí dụ. Hy vọng người nghe được có thể nêu một suy ba, nghe một biết mười. Bồi dưỡng tâm Đại từ Bi Tâm Đại Trí Tuệ Chúng ta mỗi ngày Đọc kệ hồi hướng Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Chân thật phát tâm Báo ân cứu khổ Thì phải thực hiện từ ngay dựng chỗ này yêu thương tất cả chúng sanh quyết không tổn hại tất cả chúng sanh đây là chân tật báo ơn cứu khổ thực tiễn ngay trong đời sống thường ngày của chúng ta nghĩa kinh sâu rộng vô hạn chúng tôi đơn giản báo cáo với mọi người đến đây nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đình bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh gọi cực lạc nam mô a di đà phật việc dịch ban biên dịch Pháp âm tuyên lưu diễn đọc Phật tử thiền quan.